Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3, tuần 8, trang 38, tập làm văn. Đề bài: viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu kể về một người hàng xóm mà em quý mến. Như vậy thì hôm nay đề bài tập làm văn là các em sẽ viết một đoạn văn là từ 5 đến 7 câu để kể về một người hàng xóm mà em quý mến nhất. Thì ở đây để viết được một đoạn văn này thì các em cần viết khi mà kể về một người hàng xóm mà em quý thì đầu tiên các em cần giới thiệu người đó tên là gì, tức là người đó tên là gì, rồi người đó làm nghề gì, tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm như thế nào, rồi tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em như thế nào. Đó thì chúng ta cần nêu những ý như vậy. Các em cần nêu ở trong cái đoạn văn của mình, đó là người đó tên là gì, tức là người hàng xóm của em á tên là gì, rồi người đó làm nghề gì, tình cảm của em đối với người hàng xóm như thế nào, và tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em như thế nào. Thì ở đây cô có một cái đoạn văn tham khảo như sau. Ở đây sẽ kể về một người hàng xóm là bác Bảy. Em rất quý mến bác Bảy, người hàng xóm gần nhà em. Bác Bảy khoảng 50 tuổi, rất hiền lành và vui tính. Bác làm nghề sửa xe nên lúc nào áo quần cũng lấm lem dầu mỡ. Bác Bảy rất hòa đồng và hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Gia đình em ai cũng quý mến và trân trọng bác. Mỗi khi có món gì ngon, mẹ lại sai em đang sang mời bác ăn cùng. Đối với em, bác Bảy thân thiết như một người bác ruột vậy. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.